Xin chào các bạn, dạo gần đây thì các tài khoản Facebook của mình và một số đồng nghiệp của mình cũng như là những người đang chạy quảng cáo trên Facebook thường gặp một vấn đề và tài khoản đó là bị hạn chế quảng cáo trên chính tài khoản cá nhân của mình. Vậy làm sao để xử lý cái vấn đề này? Thì hôm nay cái video này sẽ hướng dẫn các bạn làm cái việc này. Đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu là cái nội dung bị Facebook hạn chế quảng cáo là gì. Khi mà bị hạn chế thì các bạn sẽ nhận được cái hình như thế này ở trong tài khoản của các bạn. Lý do là mình không show được cái tài khoản của mình đó là vì mình đã kháng thành công rồi, tại vì nó cũng mất, cũng may là mình có chụp lại rồi. Khi mà kháng sau khoảng 12 tiếng á, thì mình kháng vào 9 giờ tối ngày hôm qua thì tới sáng nay đã trở lại bình thường rồi. Sau khi trở lại bình thường thì các bạn có thể vô chiến dịch và setup chiến một cách bình thường, nó không còn hiển thị được, không còn hiển thị nữa. Thì các nguyên nhân bị hạn chế quảng cáo Facebook là gì? Thứ nhất, tài khoản quảng cáo của bạn quá mới nè. Thứ hai là tài khoản quảng cáo của bạn vi phạm chính sách của Facebook. Thứ ba là tài khoản của bạn nợ tiền. Ba nguyên nhân chính. À, còn một nguyên nhân nữa là mình nghĩ các bạn truy cập quá nhiều IP dẫn đến cái việc khóa tài khoản hoặc là hạn chế tài khoản quảng cáo của các bạn. Ok, chúng ta sẽ đi nhanh qua phần như vậy làm sao để có cách kháng cáo. Đầu tiên các bạn phải audit lại cái tài khoản của bạn. Audit ở đây là gì? Có nghĩa là kiểm tra lại nội dung quảng cáo của bạn đã có đúng chính sách của quảng cáo của Facebook hay chưa. Rồi tiếp theo là các bạn dùng IP thường xuyên truy cập tài khoản quảng cáo để kháng cáo. Bước thứ ba đó là truy cập vào cái link này. Link này thì mình sẽ để ở bên dưới cái kênh cái video YouTube này để các bạn có thể nhấn vào và thực hiện ngay. Và sau đây sẽ là bước kháng cáo chính và bước rất quan trọng các bạn. Các bạn nếu làm sai một bước thôi thì nó sẽ fail ngay. Còn các bạn làm đúng rồi á thì chắc chắn nó sẽ về rất là nhanh. Ok, các bước thực hiện là gì? Sau khi các bạn đã truy cập vào cái link mình đã gửi ở dưới video này đó thì các bạn sẽ thấy được một cái form mẫu như thế này. Hồi trước cách đây khoảng mấy tháng đó thì nó chỉ có một cái loại gọi là lý do khác thôi, nhưng mà nó bây giờ nó hiện tại nó update thêm là tôi không biết chắc chắn chính sách nào bị vi phạm. Đây là những câu mình theo mình nghĩ đây là những cái câu mồi để nó khóa tài khoản của bạn, nên là cuối cùng bạn chỉ nên chọn cái lý do khác thôi. Còn hai lý do đầu tiên á chúng ta không được chọn đó. Chúng ta chọn lý do thứ ba và bạn phải ghi thông tin như thế này: đi Facebook team my ID, là cái ID UID của tài khoản của Facebook của bạn đó. Rồi những cái câu what's booker from advertising please advise if can enable this feature thank you đó, thì các bạn điền đúng cái nội dung này và sau đó các bạn nhấn gửi một cái là xong. Cái việc này thực hiện rất là nhanh các bạn, nhưng mà các bạn phải làm đúng nha các bạn. Mình sẽ quay lại cái quá trình cái quy trình mà kháng cáo, audit lại tài khoản nè, xem có nợ tiền hay không nè, xem tài khoản của bạn có vi phạm chính sách hay không nè. Rồi chúng ta phải dùng cái IP mà chúng ta thường xuyên truy cập tài khoản quảng cáo á để chúng ta nhấn vào cái link kháng cáo và chúng ta mới thực hiện cái việc kháng cáo này nha các bạn. Mà một điều lưu ý nữa là sẽ không có xác nhận thông báo từ Facebook. Đến tầm sáng nay lúc 9 giờ thì mình load lại cái trang quảng cáo của mình đó, thì nó đã khôi phục lại bình thường rồi, giống như là cái hình này nè các bạn. Đây là cái hình mà nó đã khôi phục lại đó. Thì đây chỉ là một cái tip nhỏ thôi, tuy nhiên chúng ta sẽ bị cái vấn đề này dài dài và các bạn nên làm quen với vấn đề đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và nhớ nhấn subscribe để mình sẽ chia sẻ nhiều video hơn nữa đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn.